Ba có cảm thấy thời tiết Sài Gòn dạo này nóng dữ không? Có chuyện gì nói luôn đi, dòng vô hoài. Yeah, ba hiểu ý con. Ba cho con đi Đà Lạt chơi đi, ra ngoài cho mát ba ơi. Ở Sài Gòn dạo này nóng nực quá chị không nổi. Đà Lạt giờ có gì đâu chơi. Ba cổng đi. Hey, có chứ sao không có ba. Ở ngoài có một nơi được gọi là vùng đất đam mê, nghe nói vui lắm á ba. Vùng đất đam mê là cái gì? Có gì vui? Bởi con nói thời đại công nghệ mà ba không chịu cập nhật tin tức gì hết. Bên Barcelona họ sắp tổ chức một cái festival vui lắm. Nghe nói có lễ hội âm nhạc nè, có mấy chương trình thể thao nè, có giả ngoại nè, rồi có em nào đẹp dữ vậy ta, có ẩm thực nè, nghe nhạc DJ EDM từ lứa hết luôn á ba. Thật không lú? Thật á, con nói xạo con không làm người. Ba cho con đi, biết đâu ra ngoài con gặp được ý trung nhân của con thì sao. Nếu nói vậy con cần phải tút lại cho đẹp trai một chút. Đúng rồi ba, đi tới mấy sự kiện gì cần phải tút lại cho nó đẹp trai một chút. Giờ tút sao ba? Ba về nhà ba tút cho con đi. Ok, đi về ba tút cho con ha. Hey, vui quá, cuối cùng cũng tút xong rồi. Hey, chắc là đẹp trai dữ lắm phải không ba? Cho con mượn cái kiến con coi xíu đi. Hey, đâu để coi. Hey, hình như có con gì giống đười ươi trong kiến á ba. Ừ, cái con đười ươi đó mới được tút đó con. Ước gì ba là cái bánh này, con sẽ nuốt ba vô bụng. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.